tiếp tục bắt thêm mỗi thêm thùng lồng này nữa nè anh em ơi. Quay cái lồng cái lồng này mới ở ngoài muốn thấy con ong cũng hơi mệt ạ. À. Bóp lại cái đi rồi anh cảm thông khó quá anh bóp lại bóp nè có lồng quá để lên bắt cân anh em ơi, quá trời lồng rồi. Dạ sáng giờ bắt mấy ổ rồi rồi để lên bắt nha anh em. Quá ghê. Đẹp quá anh em ơi. Còn nhỏ xíu mà mặt cũng nửa ổ rồi nè anh em. Cây gai không à. Lên cắt kiết xuống anh em ơi. Nè cho nó đi luôn rồi. Súng thân em ơi. Cây gai không. Chờ gai. Móc tới một lụi tà lơ hết. Hả?
nó nhỏ mà có vỏ. Nó cá nữa lít á. Mặt đầy lé ché luôn. Mặt đầy lé ché luôn. Mấy con này cái gì đó nè. Con cây đốt, dụi cây đốt đi để họ sắp sắp làm cái nữa. Mặt nặng em ơi. Ồ, quá trời, nhỏ mà có vỏ thì. Mặt đẹp. Ổ này cũng vừa chứ không già. Già thì không có tặng con luôn. Không có tặng con luôn. Ừ. Có nón anh nãy đâu ta. Quá là bù rồi. Rồi có cái kéo đen em ơi. Rồi chào các bạn nha. Chào, chào mấy bạn nha. Chào bác ông mà bố anh em chào từ giờ như cả tiếng mấy vậy ạ. Ồ, trên cao, cao quá các bạn ơi. Cái xu mở đóng, không thấy nổi đâu. Cái xu nè, cái xu mở đóng túi trên đọt trên kia kìa các bạn. Chỗ tay chỉ trên kia đó. Xu này là cái xu mình hay xào ăn nha mọi người. Là ăn này chị bệnh mấy người, cái những thằng nào nhiều chuyện với là thằng ấy á, nghe ai có rải răng rồi. Xu này ăn mà mấy thằng nào mà đi hết nổi rồi em cho nó ăn. Không phải là một thứ gì. Tí là phải thôi, để cho thằng ăn cây cơ đó. Dạ. Con dai được con nhíu không quan kìa. Đứng lên khúc rồi. Thôi đang quay ăn cao kìa. Phải cao. Thôi chính anh đang yếu yếu người. Lẹ đi. Xuống dưới xuống dưới rồi. Má nó lùn rồi con. Rồi. Tự nhiên ông ngồi với anh trọng á. Ơi. Nè. Chơi. Thôi cái này hết đi được rồi. Trơn không rong không. Má vậy nó còn trơn nè. Ở rong không. Dẹo nó còn tuột lên tuột xuống á. Đúng 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 đúng. Hát nó lên mệt.
Quá mệt mọi người. Sổ số kiến thiết. Ông khổng lồ nha mọi người. Ô, trời ơi, phê quá phê mọi người ơi. Ô, quá phê quá phê. Đi review cục mặt cho mọi người xem nha. À, có mọi người thấy cục mặt không? Sung sướng quá. Quá đã. Lên đây mệt, thấy cục mặt hết mệt rồi. Hai bên đều luôn nha. Quá ok. Bắt mọi người. Quá mệt rồi. Lâu lắm thấy được cục mặt đá nha mọi người. Quá sung sướng. Quá phê. Quá mệt. Giờ chỉ quay xuống thôi. Thank you.
Thôi khó quá, nó xuống dưới hay gì. Đâu, tao bỏ chạy luôn.